Ây da, năm đó binh đao loạn lạc, võ lâm xưng hùng xưng bá. Các bang phái bắt đầu tung ra rất là nhiều cái chiêu thức khác nhau, như là hàng băng chưởng, giáng lồng thập bát chưởng, Như Lai thần chưởng, nhưng tất cả đều bị thua một cái chưởng pháp rất là ghê gớm, đó là xà bị chưởng, tức là sườn bị chả đó. Thì cái sườn bị chả khi mà phát huy một cái thôi, tất cả mọi người đều đói bụng và ngồi lại ăn. Và hôm nay VTK cá đến 253 đường Hùng Dương để cùng ăn cái món sườn bị chả. Nhưng mà này lạ lắm nha, là sườn bị chả chay. Ông bà có một cái câu á là mùng 1 ăn chay cộng thêm 14 cả ngày 15. Thì hôm nay á là không phải có 15, cũng phải 11, cũng phải 14 vậy đó. Thì mình thích mình ăn thôi, mà cơm đắm ở đây không biết có ngon hay không thì ở ngoài kia á là người ta mua rất là nhiều. Và hôm nay mình sẽ trải nghiệm thử cái món ăn nó có gì đặc biệt hơn ha. Thì xin được nói thêm với quý vị, cái món cơm tấm á, thì nó xuất phát, cái lịch sử á, thì nó đến từ cái quận nhì của thành phố Hồ Chí Minh, là cái quận nhì trước năm 1975 là Sài Gòn đó. Thì bây giờ nó thuộc là cái thành phố Thủ Đức, phía tây thành phố Thủ Đức, nó gọi là quận 2. Và năm 1950 đến năm 1960 á, thì nó lại phát triển ra bên quận 4 nữa. Và cái cơm tấm á, nó gắn liền với những cái người lao động. Mà một buổi sáng á, khi mà chúng ta đi làm á, thì chúng ta nghe cái mùi sườn nướng thôi, chúng ta đã phê rồi. Còn nhưng mà hôm nay á, cái món sườn không có nướng, mà cái món sườn này toàn bộ là đồ chay hết. Mà nó có cái gì khác biệt hơn so với những cái món mặn mà đặc biệt như vậy? Rồi, mời quý vị hãy cùng ăn thử nha. Rồi, đây là cái nước mắm chay nè. Đó, đây là cái bì. Thì trong cái bì này đó, quý vị có thể thấy á, đây là những cái sợi bún nè, và như là cái này là tàu hũ, còn cái này là cái sườn không biết làm bằng gì nữa, chắc có lẽ là bị căng. Còn cái hạt cơm tấm này nó cũng khá là rời, nhưng mà nó là nguyên hạt chứ không phải là cái hạt tấm nha các bạn. Đồ chua nè, dưa leo nè, và cái chả. Ồ, cái chả nhìn cũng hấp dẫn, giống như là chả mặn luôn ha. Rồi bây giờ mình ăn thử cái món chay, cái sườn, xem thử cái độ mặn của cái sườn này nó có khác gì, nó có gì đặc biệt hơn so với cái cơm tấm mặn tấm mặn nha. Đầu tiên cái cảm nhận của mình đó là mình thử vào nghe cái mùi thịt nướng rõ ràng luôn, mà không biết nó là cái gì mà sao nghe cái mùi thịt nướng này chắc lát phải ra đó. Chấm thử nước mắm này. Cái thịt nó vừa dai mà nó có cái cảm giác lạ, nó vừa giống như cái mì căn mà nó vừa giống như cái sườn thịt vậy, nó mặn mặn, nó cũng hơi có những cái sớ ở trong đó. Ăn vào nói chung là khó mà phân biệt được cái này là đồ mặn hay đồ chay. Và với cái nước mắm này là mình mới vừa chấm xong á, mặc dù đây là nước mắm chay nha, nhưng mà sao giống quá, giống nước mắm mặn quá. Đó, làm thêm miệng nữa. Đảo quá. Cái gì có đây thấy được cái trong cái miếng sườn nè, nó có từng cái sớ luôn, giống như thịt vậy, giống như thịt. Đó. Rồi bây giờ mình ăn thử cái bì này, nó là bún thôi chứ là tàu hũ thôi. Có thính thì dễ thôi, mình lấy gạo mình rang thôi. Rồi ăn thử cái chả nè, nó này giống như là trứng, hình như là trứng công nghiệp hay sao đó, có tí nấm mèo nè. Cho miếng mắm vô. Béo, bùi như cái món trứng mặn kìa. Có cái sự dai dai trong đó là cái nấm mèo. Đã lắm vậy. Nếu như các bạn mà thích ăn chay á, không cần nhất thiết phải là để nó nhạt chay. Mình có thể cải thiện bữa ăn của mình, nó mình ăn lại cái bữa ăn chay á, nó thành đậm một xíu. Và mình kết đến đây 253 đường Hùng Dương, phía sau lưng chợ An Đông, thử cái món cơm tấm sườn bị chả này và nhiều món khác nữa. Bà chủ đây rất là dễ thương. Ở đây có canh nữa này. Dương Giang có câu á, ăn cơm với canh thì mới có bạn tu hành. Dạ, ăn mình tu được. Bí thôi. Cái cách nấu ở đây á là không có giống như những quán mình ăn bình dân lại được. Nấu rất là đậm đà, cái hương vị đậm đà giống như là mình nấu ở nhà vậy đó. Cảm nhận của mình á
là mình ăn xong đó mình cảm thấy là giống như là mình trở về cái tuổi thơ vậy đó. Thì bây giờ mình đa phần là mình làm việc ở nhà thôi, ít khi nào mình ra ngoài hàng quán ăn uống lắm. Giờ bởi vì sau Covid á là kinh tế cũng khó khăn, thường ăn ở nhà. Thì mình ăn lại cái món chay đang ăn, mình tưởng tượng như hồi xưa mình những thời đi học, mình hay ra ngoài đường mình ăn cơm. Tự nhiên là trở về cái tuổi thơ như vậy, trở những cái kỷ niệm như vậy. Rồi, bây giờ nếu các bạn ăn chay hãy cứ đến đây thử ha, 253 đường Hùng Vương phía sau lưng chợ An Đông, trải nghiệm thử. Mình không dám nói ở đây là có ngon hay không, thì đó là cái khẩu vị của mọi người. Nhưng ở đây thường bán rất là đông, và sau 3 giờ thì người ta đã nghỉ bán cơm rồi. Cứ đến thử xem thử là có hợp với khẩu vị với mình hay không ha. Rồi, xin chào các bạn.